là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh tào lao bà trợn. Chỉ trích cái ông sư áo giá Minh Tệ mà nói ổng là ba trợn như vậy đó, thì cái lời nói phát ngôn này cũng không đúng. Cái lời nói phát ngôn này là cũng như là từ cái tâm vô minh, cái tâm của mình vô minh là không có sáng suốt, không có là gõ đường chánh pháp phê bình, hoặc là mình cho người đó là ba trợn tu không đúng, thì cái này là mình nói cái lời này hoàn toàn đều là sai. Giàu tu vật chất nhiều thì người ta gọi là ác tăng chứ không phải là chư tăng. Bởi vì ngày xưa đó là chư tăng, ngày xưa của Phật đó, là không ở chùa đó, không ở chùa, chỉ là đi một ngày đi khất thực một lần, rồi nghỉ dưới gốc cây, không chùa không nhà đó, nghỉ dưới gốc cây đi khất thực một lần, ăn cơm ngọ một lần thôi. Dạ, xin chào quý bà con và khán giả đang trở lại kênh YouTube An Giang Lê Thanh. Thì hôm nay Lê Thanh có nhân viên lên núi Cấm đó, có gặp sư cô Ấn Độ, sư cô chấm Ấn Độ, nhưng mà cái hành nghề có lúc bán chổi thì có lúc bán nhang. Thì được biết hôm nay là không phải thứ bảy chủ nhật cho nên sư cô không có bán nhang ở chỗ Phật Di Lạc nữa, mà sư cô về cái tỉnh thất của sư cô. Thì Lê Thanh cũng đến đây trước là hỏi thăm sức khỏe của cô, sau đó thì hỏi một vấn đề về thầy sư Thích Minh Tệ, sau đó cũng là trợ duyên dùm khán giả cho cô chúc ích đồng ăn. Đó là hôm nay là cái chủ đề Lê Thanh đến đây. Sư cô ơi, thì Lê Thanh được biết là những vị tu, những vị nhận tiền và những vị không nhận tiền, thì Lê Thanh thấy là không phải ai nhận tiền là cũng tu giả, và ai không nhận tiền thì người ta cho là tu giả tu thật. Nhưng mà Lê Thanh thấy thì ăn thua ở tấm lòng thôi. Thì bà con trợ duyên như thế nào thì những vị tu sẽ nhận như thế đó. Giống như là khán giả trợ duyên cho sư cô tiền thì cô cũng nhận, cũng mua thức ăn để cô sống, để có sức khỏe để cô tu tập. Thì sư Thích Minh Tệ cũng vậy, tuy không nhận tiền thì khán giả cũng lấy tiền để mua nước, mua thức ăn để trợ duyên cho sư, để sư có sức khỏe, sư tu tập. Thì cái đó thì Lê Thanh nghĩ là nhận tiền hoặc là không nhận tiền cũng ăn thua ở tâm mình thôi. Thì có cái vấn đề rất là bức xúc của hiện nay trên cộng đồng mạng, thì có một cái lời phát ngôn của một cái vị sư này rất là nổi tiếng, nhưng mà Lê Thanh sẽ không có quay mặt trong cái video này, chỉ cho sư cô nghe thử cái đoạn mà sư này để phát ngôn lên. Rồi sư cô, tại vì sư cô là người tu tập đó, cho nên sư cô sẽ phân tích coi cái này như thế nào nha. Thế con hồi đêm hôm giờ con nghe rất là nhiều lần rồi, cho nên là con cũng hôm nay đến đây để gặp sư cô đó. Sao suy luận sai để rồi làm gì? Sư cô, sư cô để rồi làm gì? Ngưỡng mộ cái thằng bà trợn cũng là tà tư duy. Ví dụ như thấy một cái tay ôm bác nó đi lang thang, ô đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh tào lao bà trợn, tào lao bà trợn luôn. Thôi vị sư phát ngôn vậy là con cảm thấy như sao? Mô Phật thì để cầu xin lên trên có thể là cho phát ngôn lên để mà phân giải chuyện này hay không. Chứ còn nếu mà nói về tu hành thì của cái ông này đó, thì trước mắt thì trò thấy vậy, nhưng mà ông này thì ông cho cái ông cái Nam Mô A Di Đà Phật cũng như cũng như cậu hỏi về vấn đề cái ông sư, là ông chỉ trích, ông nói là cái ông sư Minh Tệ ha, ông sư Minh Tệ là phát cái áo giá mà ôm cái nồi cơm như vậy đó, là cho ông này là tu ba trận, tu ba trận là không đúng chánh pháp, là ý ông nói vậy phải không? Còn theo như trò thấy thì trò thì cũng không phải là cái người là hiểu biết hết được, nhưng mà trò chỉ là biết tới đâu thì trò phân giải tới đó thôi. Thì theo cậu hỏi thì cái ông sư này mà chỉ trích cái ông sư áo giá Minh Tệ mà nói ổng là ba trợn như vậy đó, thì cái lời nói phát ngôn này cũng không đúng. Cái lời nói phát ngôn này là cũng như là từ cái tâm vô minh, cái tâm của mình vô minh là không có sáng suốt,
không có là gõ đường chánh pháp của Phật như thế nào đó, mà để phân tích, để nói cho, nói lên là cho những người khác người ta nghe, đặng mà người ta cũng phát tâm để tu hành theo mình, theo những cái lời chánh pháp của mình nói đúng đó. Còn nếu mình nói chỉ trích phê bình hay hoặc là mình cho người đó là ba trận tu không đúng, thì cái này là mình nói cái lời này hoàn toàn đều là sai chánh pháp hết, nó không đúng nó. Cho nên là theo trò thấy thì đúng ra thì ông sư này không nên nói vậy đó, ông phải nói cách khác. Thì ông nói là nếu bây giờ ngày xưa của Phật, ngày xưa Phật Thích Ca tu như thế nào mới được là đắc đạo, mới được thì sau này để cứu độ chúng sanh. Thì đó là nói về cái đời vô thủy, là ông sư này phải nói từ cái đời vô thủy và Phật Thích Ca tu như thế nào đó, để cho chúng sanh nghe mới đúng đó. Ví dụ như nói là đúng chánh pháp mà để cho cái ông Minh Tệ này là ông nghe, mà nếu ông hành đúng thì ông nhờ, ông hành sai thì chắc có lẽ là ông cũng phải sửa, phải sửa đổi lại, hành cho đúng nó. Bởi vì là thời xưa thì đúng chánh pháp mà thời nay đó đi sai chánh pháp hết rồi. Bởi vì thời xưa theo trò thấy là thời xưa của Đức Phật đó, Thích Ca Mâu Ni đó, thì từ đời vô thủy thì ngài là một vị Phật sẵn rồi, ở trên ngài mới giáng sanh xuống nước Ấn Độ. Thì sao cái này nói tắt thôi ha. Ngài mới giáng sanh xuống nước Ấn Độ để làm gì? Để cứu khổ chúng sanh. Nhưng mà trước khi ngài cứu khổ chúng sanh để giải thoát ra khỏi dòng sanh tử, sanh lão bệnh tử, ra khỏi luân hồi để được thành Phật nó, nhưng mà ngài cũng phải tu trước, ngài tu trước và hành đạo trước đó, rồi ngài mới đắc quả đó. Thì coi như là Phật Thích Ca ngày xưa có nói á, hồi đời của Đức Phật thì chỉ là những người nào xuất gia là hành đạo theo khất sĩ đó, hành đạo khất sĩ thì người đó gọi là nhập đạo. Còn người nào mà không có xuất gia hành đạo, là không có xuất gia vào là khất sĩ á, thì coi như là người đó thì nằm ngoài hàng rào đó, thì không có nhập đạo, nằm ngoài hàng rào, hành theo ý phàm của mình mà thôi nó. Cho nên cái ý phàm thì không thể đúng chánh pháp được. Mà ngày xưa Đức Phật á, thì hành á, là Phật tu tu trước và hành trước, hành đạo trước, và ngài tu thiền định để ngài đạt được cái trí huệ sáng suốt của ngài, đạt được cái tâm chân như là an lạc niết bàn, thì xong rồi đó, vì ngài đắc đạo xong rồi đó thì ngài mới đi hóa độ chúng sanh. Còn nếu nói thời nay mình hành đạo chưa đắc đạo, chưa thành Phật, thì không thể là mình không thể nói là đi độ chúng sanh được, bởi vì mình còn phàm đó. Thành ra là không có nói cái lời mà thời này mà nói là đi hành đạo cứu độ chúng sanh là điều cũng là sai chánh pháp đó. Bởi vì Phật ngày xưa là ổng đắc đạo xong rồi, ổng dạy các hàng đệ tử của Phật đó, là hành tứ y pháp. Hành tứ y pháp, tứ y pháp có nghĩa là kho tàng của kinh và kho tàng của kho tàng lực kinh, kho tàng lực lượng và kho tàng là kinh lực lượng đó. Thành ra là ba cái này đó gọi là kinh lực kinh, rồi là kinh lực lực lượng, thì coi như là kinh lực lượng là ba cái này mới gọi là tứ y pháp đó. Nếu bây giờ mình hành ngoài tứ y pháp này, là hành ngoài kinh lực lượng này của Phật ngày xưa, là hoàn toàn là đi sai chánh pháp hết, không có đúng nó. Cho nên Phật nói tứ y pháp còn thì đạo Phật còn, tứ y pháp mất là đạo Phật sẽ mất. Nhưng mà đạo Phật sẽ đã mất rồi, đã mất hồi cái thời Phật còn tại thế đó. Khi Phật nhập diệt bỏ xác rồi á, thì Phật nhập niết bàn rồi đó, thì coi như là trong xứ nước Ấn Độ đó, nó mới đem cái giáo pháp là kinh lực lượng là tứ y pháp của Phật mà chia ra
chia ra, phân ra đi các nhiều nước, nhiều nơi, nhiều ngành là lớn nhỏ đều là đi lung tung hết. Đó, thì từ chỗ đó thì dân mới nắm chỗ đó là bởi vì Phật đã nhập diệt rồi thì đâu còn tại thế mà dạy nữa. Thành ra nắm cái chỗ là kinh lực lượng tứ y pháp này mà chia ra, đó, chia ra rồi chia phe, chia phái, đó, là lập tôn giáo riêng, rồi lập đạo riêng, rồi tu theo cái ý phàm của mình riêng, là từ chỗ đó cho nên là nó sai chánh pháp của Phật, cho nên là chánh pháp của Phật bị mất hậu thời đó rồi. Hồi cái thời Ấn Độ đó rồi, là Phật nhập diệt rồi, là thời gian là bị mất rồi. Cho nên những cái kinh sách lưu truyền bây giờ á, thì nó hoàn toàn là không có đúng chánh pháp hết được. Bởi vì Phật có dặn, trước khi Phật nhập diệt rồi, sau này nếu mà nghe ai nghe, đừng nghe cái lời nói và cái chữ viết của người. Bởi vì cái chữ người viết ra, nó viết ra kinh sách, viết ra cái này cái nọ là nó dậm thêm. Đó, nó dậm thêm và nói thêm trong đó. Đó, cho nên Phật mới dặn là sau này là đừng nên nghe những ai người ta nói lời nói và chữ viết của người. Nếu nghe cái lời nói và đồn đãi và nói ra và chữ viết của người viết cái kinh này kinh nọ dậm tới dậm lui thêm bớt thì cái này hoàn toàn đều là sai hết, đều là sai chánh pháp hết, thì cái này nó lọt về tà pháp rồi. Đó, thành thử ra cái đời đó con người người ta là phân chia lập đạo riêng, lập tôn giáo riêng, rồi cái gì cũng làm riêng tư theo ý mình không à, đâu có hành theo Phật đâu, đâu có hành y theo Phật Thích Ca ngày xưa đâu. Thành ra là tứ y pháp đã mất, thì tất nhiên đạo đã mất, đạo Phật đã mất, mà thời xưa là tà đạo nó nhiều, cho nên những các vị tà đạo ngày xưa đó nó lập đạo giáo riêng, rồi lập giáo lý riêng, rồi để nó dạy riêng, nó thâu phục các hàng đệ tử riêng của nó, là cũng như là tranh chấp mà giành mối đạo, mà giành mối đạo vậy đó. Người này nói đạo này, người nói đạo kia, người nói đạo ta, người nói đạo nọ, đạo này hơn, đạo kia thua, đạo này tốt, đạo kia xấu vậy đó. Thì ta từ cái chỗ tranh chấp mà kéo tới giờ này, thì cái con đường chánh pháp của Phật đã mất, đạo Phật đã mất, tứ y pháp đã mất. Chúng sanh bây giờ người ta không có hành theo tứ y pháp nó, mà thành ra từ chỗ đó nó đi sai hết chân, đi sai chánh pháp hết chân. Đó, cho nên vì chỗ đó mà trò cũng không dám nói ra nhiều. Nếu nói ra nhiều á, thì sợ động, phải không? Mình động lây những người này người kia, ta hành không đúng đó, thì người ta nói, người ta tranh chấp, ta không thích mình đó, là cũng khó khăn cho mình. Nó sau này và cái chỗ mình đứng không vững. Nó thành thử ra bây giờ á, mình là biết tu rồi, thì bây giờ là chánh pháp của Phật ngày xưa đã mất rồi, thì ngày nay nó chia phe chia phái. Đó, rồi đạo này đạo ta, đạo kia đạo nọ, rồi là giáo lý này giáo lý kia, rồi là phân tách ra chia ranh giới với nhau, nói là giáo lý ta đúng, giáo kia thì không đúng, giáo lý này là chánh pháp, giáo kia tà pháp, gì đủ thứ hết trơn. Nhưng mà kết cuộc nói chung thì chánh pháp của Phật ngày xưa đã mất rồi, ngày nay chúng sanh làm sao mà hành đúng được. Đó, dầu có đúng đi nữa thì cũng không đúng hết, bất quá là đúng lai lai thôi. Nó cho nên là cái thời đó mà Phật đã dặn rồi, nếu nghe không nên nghe lời nói của ai đồn đãi nói thế này thế nọ, không nghe không tin theo cái chữ người ta viết, ta viết ra kinh này kinh nọ, dịch ra cái này cái nọ, đó là Phật đã dặn trước là không nên nghe rồi, không nên tin rồi. Thì bây giờ mình nghe người ta nói thế này thế nọ, hay là hoặc nghe người ta nói giáo lý của người ta như thế này nọ, thì cái này hoàn toàn là không thể tin được, vì Phật đã dặn trước rồi. Đó, thì cái thời nguyên thủy của Phật mà tới cái thời Hạ Nguyên này thì cậu thấy trải qua là tới 2500 năm, chánh pháp đâu còn đúng được. Nó không còn đúng được, mà nói đúng không được, mà nói sai cũng không được. Đó, thì thành ra từ chỗ đó thì ai cũng dành cái đạo riêng của mình, giáo lý riêng của mình, rồi ai cũng nói mình tốt và chê người khác xấu. Thì cái này không đúng nữa. Mà chính mình đã hành không đúng chánh pháp của Phật ngày xưa, mình không hành đúng theo tứ y pháp của Phật, theo khất sĩ ngày xưa, mà mình hành theo ngày nay thì đều là sai hết, sai chân lý hết. Đó, bây giờ là ngày xưa mà Phật đã tại nhập diệt rồi thì coi như là
các hàng đệ tử của Phật á, thì coi như đi tán loạn hết rồi, đạo cũng chia ra tán loạn hết rồi, thì mạnh ai nấy làm không đúng, nó làm không đúng rồi thành ra thời đó nó có nhiều người ta, nhiều vị mà nằm trong cái ngoại đạo đó, nằm bên cái ngoại đạo tà đạo là tà giáo thần quyền hồi xưa đó, thì những cái vị đó mới đứng ra lập cái giáo riêng, cái đạo riêng của mình, giáo riêng của mình, mà nói là nói khuyên cho các vị chư tăng của Phật ngày xưa đó còn lại đó thì phải theo ổng, mà theo ổng á thì phải sung sướng, phải ăn ngon mặc đẹp, phải chùa cao Phật lớn, phải lên xe xuống ngựa, rồi là phải đi lầu lộng dù đội nón, mang dép giày tốt rồi kia nọ, rồi là phải ham danh ham lợi, rồi là phải là ăn thịt uống rượu, đó là cái ngoại đạo ngày xưa đó. Hầu cái thời Đức Phật mà chỉ hướng dẫn cho các chư tăng ngày xưa đó, cho nên các chư tăng ngày xưa mới theo cái thủ tục tới bây giờ. Thì bây giờ cậu thấy các chùa này đâu có chùa nào nghèo, đâu có cái các chùa nào nghèo đâu, đấy, toàn là giàu không, mà tu giàu, tu vật chất nhiều thì người ta gọi là ác tăng chứ không phải là chư tăng. Bởi vì ngày xưa đó là chư tăng ngày xưa của Phật đó, là không ở chùa đó, không ở chùa, chỉ là đi một ngày đi khất thực một lần, rồi nghỉ dưới gốc cây, không chùa không nhà, nghỉ dưới gốc cây đi khất thực một lần, ăn cơm ngọ một lần thôi, mà không có là giữ tiền. Thì ngày xưa Phật thì đi hành đạo là không cũng không. Sư Thích Minh Tại cũng làm theo cái bước đường của Phật Thích Ca phải không cô? Không tới đó để trò nói lần hay tới đó đó. Thành ra là ngày xưa chư Phật thì đi hành đạo là không chùa không nhà, chỉ ở theo gốc cây, rồi đi khất thực một lần, một ngày đi mà một lần, ăn cơm ngọ một lần thôi, không ăn tới hai lần, nó không nhận tiền. Rồi là ngày xưa có ai cúng thuốc men hoặc cúng chùa nhà tịnh xá mà bằng cây bằng lá thôi là được ở trong qua đêm thôi, được ở trong qua đêm đó là để mà che mưa che nắng cái thuyết pháp cho chúng sanh nghe thôi, rồi đi nữa. Bởi vì chư tăng của Phật ngày xưa là đi khắp nơi để hóa độ chúng sanh, không có trụ ở một chỗ nào lâu hết, nhưng mà chỉ tạm nghỉ vài ngày rồi đi thôi đó, chứ không có như ngày nay mà là cất chùa cất nhà lớn mà trụ một chỗ ngồi đó để mà thâu phục tiền bạc của bá tánh, thâu vật chất của bá tánh, thì cái này không đúng chánh pháp. Nó cái này nó không đúng chánh pháp, thành thử ra nói ra thì cũng hơi đụng chạm, nhưng mà nói ít thôi ha. Nó cho nói chút ít thôi đó, để cho mình hiểu đó. Thì bây giờ ai tu chánh thì thành, ai tu không chánh thì người ta chịu. Mình không nên phê bán, không nên chỉ trích, không nên nói xấu tốt gì cả, mà mình phải dòm, mình phải không nên dòm cái việc hành của người ta đúng hay sai, mà mình phải dòm lại mình cái hành vi của mình, hạnh kiểm của mình, nó là mà cái sự tu của mình đó, là mà mình đó là cái những cái sự học hỏi kinh nghiệm của mình để mình chi xét, để mình đó là học hỏi, để mình hiểu biết, để mình là để mình đi cho nó đúng đường, đó là mình nhìn mình để mình sửa mình thôi đó, chứ không được phép nhìn người khác. Mà giờ chúng sanh ta không có tu, ta không biết, ta vô minh, ta nhìn người khác bên ngoài ta nói gì ta nói thì cũng là trong vòng vô minh mà thôi, nó không có đi đúng sự thật. Còn mình là người tu xuất gia hoặc là tại gia, mình là thầy sư rồi thì mình phải hiểu biết cái sự hiểu biết đạo lý nhiều hơn cái người là tại gia vô minh, phải không? Cho nên mình là người thầy tu xuất gia, mình đã hiểu biết nhiều rồi, không nên chỉ trích, không nên nói xấu, không nên là làm cho là các vị sư khác người ta phải buồn phiền hay chỉ trích nói xấu tốt người ta. Cái này chính mình làm sư làm thầy như vậy, mình nói như vậy chính mình không đúng nữa, mà mình đi nói người khác là không đúng là sao đó. Chính mình không đúng thì người khác làm sao đúng, mà mình nói người ta không đúng và chính mình cũng không đúng luôn. Thì hai cái này so lại coi đó. Cho nên là Phật nói nếu mình là một vị sư thầy tu rồi ha, bất cứ tại gia xuất gia mình đã biết tu rồi thì không nên nói điều này, không nên nói xấu tốt ai, hành vi của ai, đúng sai của ai cả, nhưng mà mình phải thể hiện cái tâm từ bi hỷ xả thương yêu
tất cả những cái gì nó đến với mình đều là thương yêu mà thôi, chứ không có nói những điều gì khác. Nếu mình nói những điều gì khác là cái này chính mình không thương mình thì làm sao mình thương người khác. Mà chính mình hành không đúng mình không thấy, mà đi thấy người khác mà nói người khác không đúng, thì cái này mình cũng là sai luôn, sai chánh pháp luôn, phải không? Đó, cho nên đó là trò cũng khuyên tất cả, trò cũng khuyên trò trước, nó không nên nói những điều gì xúc phạm ai, bất cứ là tại gia hay xuất gia, không nên nói điều gì xúc phạm cả, đúng sai là chuyện của họ, đó, thành Phật hay không là chuyện của người, mình không nên xía vào, không nên đó là nói những điều gì là xúc phạm cả, đó. Còn chánh hay tà cũng do tâm, đó. Mà người ta thành không thành thì cái chuyện của người ta. Bây giờ bên ngoài ai cúng tiền, thời xưa thì Phật không nhận tiền, nhưng mà thời xưa là dân chúng giàu có nhiều, đó. Cho nên đó là Phật không có nhận. Nhưng mà thời nay á, chúng sanh vô minh nhiều, thì bây giờ á, thì mình cũng nhận chút đỉnh thôi. Thí dụ như mình nhận tiền chút đỉnh để làm gì? Một là để hương khói cho Phật, hai là để mình ăn, mà mình ăn uống để nuôi cái thân của mình, lấy cái thân của mình để nuôi tâm chân tánh Phật của mình, để học đạo là chi tầm những cái việc chánh pháp mình hành, còn tà pháp thì mình không nên làm, không nên hành theo. Đó là như vậy thì cũng được đi, nhưng mà nhận ít. Còn là còn không nhận tiền, nói không nhận tiền mà không nhận tiền rồi lấy đâu ăn uống, thì bây giờ bá tánh vạn dân người ta mình cực khổ, người ta cũng lấy tiền ra người ta mua, ta mua cơm mua đồ ăn cho mình, mà mình nói tiếng nhận đồ ăn thì cũng có tiền trong đó, phải không? Còn yeah. Bây giờ mình nói nhận tiền thì nó cũng vậy thôi, cũng vậy thôi, không có gì tốt xấu. Bởi vì cái sự nuôi thân ăn uống là chỉ tạm thời ít thôi, nhận ít thôi, nhận tiền ít, mình ăn uống ít, đó, mình không có phải là nhận tiền quá nhiều tham lam. Nếu nhận tiền quá nhiều á là nó trở thành tham lam. Mà tham lam tiền tài vật chất quá thì mình tu cũng không được. Bởi vì mình còn tâm chúng sanh vô minh, mình chưa thành Phật, mình chưa sửa cái tâm trong sạch. Phải không? Yeah. Đó, thành thứ A làm gì mà không tham đắm. Đó, bây giờ nếu mà thâu nhiều quá thì cái này ta gọi là ác tăng chứ không phải thiện tăng. Còn những các chư tăng ngày xưa không nhận tiền gọi là thiện tăng. Mà ngày nay các chư tăng cũng nhận tiền chút đỉnh nuôi thân thì cái này cũng là thiện tăng thôi. Nhưng mà mình nhận quá nhiều là không được. Nhận quá nhiều là hành sai chánh pháp. Cái này là nhận quá nhiều vì lòng tham lam, ham muốn của mình và vọng tưởng của mình, là cái lòng tham vọng của mình để mà mình đó là thâu vô để mình lo cho cái thân mình để sống được sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, rồi đi xe Honda, xe du lịch, xe dù gì, cất nhà, cất chùa cho lớn, thì cái này là do cái lòng tham vọng tham lam của mình, thì cái này đâu phải là chánh pháp, phải không? Yeah. Cái này nó lọt về tà pháp rồi. Đó, cho nên bây giờ mình nói nhiều quá thì đụng chạm người ta. Đó, thôi bây giờ nếu mà trò khuyên tất cả cô bác là đồng đạo khắp nơi, đó, thì bây giờ muốn nghe một vị sư nào thì không nên nhìn bên ngoài mà nói. Bây giờ mình phải nghe cái lời nói bên trong của vị đó, coi sư nói như vậy mà có chánh pháp hay không, có đi đúng ha, có hành đúng theo là lực của Phật ngày xưa hay không, có hành theo trong đúng theo cái lực mà kinh lực lượng là tứ y pháp của Phật hay không. Nếu tất cả những gì ngoài là tứ y pháp này đều là tà pháp hết, đều là những người hành bây giờ là ở ngoài tứ y pháp này lầm lạc hết, nó không đúng chánh pháp. Cho nên nhưng mà mình phải tầm hiểu lợi, không nên nói những điều gì sai lầm nữa. Yeah. Chỉ lo là suy xét suy nghĩ để mình lo mình tu thôi. Bây giờ ai cũng đều tu hết thì tốt vậy thôi. Dạ, xin chào quý bà con và khán giả. Thì nãy giờ có lẽ là khán giả cũng xem video cũng nghe được những lời chia sẻ của sư cô chấm Ấn Độ. Thì Lê Thanh cũng được biết sư cô tu tập rất là nhiều năm, cũng am hiểu về giáo lý của Phật. Đó. Thì hôm nay Lê Thanh đến đây làm một chủ đề nhắc về sư Thích Minh Tuệ. Đó, thì qua cái video này cũng một lần nữa
Cũng cảm ơn hai Mạnh Thường Quân đã nhờ Lê Thanh đến đây để trợ duyên cho sư cô, để sư cô có tiền mua đồ ăn nè, rồi mua nước uống để cho cô có sức khỏe, cho cô tu tập đó. Thì khán giả cũng biết rồi đó, mỗi vị tu thì không phải là ai cũng nhận tiền, mà không phải ai cũng không nhận tiền. Tại cái số tiền này nè, thì bà con muốn là để làm một cái việc thiện. Nếu mà cái vị sư mà từ chối thì giống như cái khán giả mà làm việc thiện thì làm không được. Đó. Cho nên thì mỗi vị sư thì có cái cách suy nghĩ khác nhau đó. Thì sư Minh Tuệ thì không nhận tiền, thì nhưng mà các vị đó cũng có mua thức ăn nước uống cho sư, cũng nhín tiền ra. Thì sư cô thì cũng nhận tiền, thì khán giả khỏi đi mua vậy đó. Cũng là cho để làm cho khán giả có một cái làm một cái việc thiện, làm một việc phước đó. Cho nên thì lên đến đây cũng là để tạo công đức phước báo cho mình trong ngày nay. Bởi vì cái thời này là thời khổ nạn, nó thời khổ, thời là không có được là bình yên như ngày xưa. Thành ra cái thời khổ chừng nào mình làm việc thiện hung chừng nấy, mình lo tu hung chừng nấy nữa đó, để mà mình tiến đến cái chỗ là được cái là tiến hóa, sửa tâm trong sạch, để mình lên được cái cảnh giới nhẹ nhàng tốt đẹp hơn đó. Bây giờ là không nên chấp những gì bên ngoài. Bên ngoài cái gì cũng là đều là giả thôi, bên ngoài cũng đều là cái gì cũng đều là vô thường thôi. Nhưng mà do cái ý nguyện của người, tất cả những người tu xuất gia tại gia, người ta muốn hành như thế nào ta hành đó. Còn đúng hay sai là do tâm tạo, thành Phật tâm mình chánh hay tà cũng đều do tâm mình phát sức mà thôi. Nhưng mà đừng quá tham đó, đừng có quá tham vọng, đừng có quá ham muốn vật chất cho nhiều, chùa cao Phật lớn xe cộ này kia là thâu vô cho nhiều đó, để ăn uống sướng bản thân của mình mà không có là cứu độ được ai, thì cái này nó không tốt thôi đó. Chứ không phải là nhận tiền là không tốt, mà không nhận tiền là tốt. Cái giữa tốt hay không tốt là do tâm mà thôi. Đó. Còn bên ngoài không thành vấn đề. Thời mạt pháp hạ ngôn này á, thì coi như Phật với cha cũng hỷ xả. Hỷ xả để cho mình hành đạo, để lo tu sốt sắng, là quan trọng là cái tâm mình hành đúng thôi. Còn tâm mình hành đúng là chánh pháp, tâm mình hành không đúng là tà pháp mà thôi. Đó. Nếu mình hành đúng thành Phật, không đúng thành ma, thì nó chỉ có hai con đường này thôi. Còn bên ngoài thì là không nên quá tham vật chất nhiều thôi, nhưng mà sống đơn giản, chỉ nhận ít để mà mình là ăn uống đơn giản thôi, thì cái này không có cái gì là đúng sai hay xấu tốt gì cả. Mô Phật. Đây là tấm lòng của một khán giả cũng nhờ Lê Thanh đến đây lâu lắm rồi. Thật sự không có chuyến đi về núi đó khán giả, tại chỗ mình đến sư cô rất là xa, mà lên núi rất là cao. Cho nên thì sư cô tôi trên này một khán giả là Zalo Hồng Nhung có nhắc như thế này, để khán giả ẩn danh gửi cho sư cô 600.000. Cái người đó tên gì? Để khán giả ẩn danh thôi, nhưng mà cái Zalo là tên Hồng Nhung. Hồng Nhung. Thêm một vị khán giả nữa là Zalo là tên He Len Thanh, trợ duyên cho sư cô 500 nữa, 1.1 triệu. Tấm lòng của hai khán giả. Vậy thì trò cũng xin tạ ơn hai vị này đã có lòng chiếu cố, đã nhẫn nại để nghe những cái lời nói là về cái con đường đạo pháp đạo đức, để mình là chia sẻ nhau, để nhắc nhở nhau tu hành đó. Thì bây giờ quý vị thì có cái lòng gửi cho cậu Thanh đi tới nhà rồi, thì tất nhiên là trò cũng phải nhận, nhưng mà trò nhận tiền này ăn để tu chứ không có làm điều chi khác. Mô Phật. Xin tạ ơn tất cả là quý bà con và tất cả hai vị là hộ tiền đó. Thì trò chỉ nhận tiền để ăn để tu thôi, ngoài ra là không làm gì khác hết. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì sau video này cũng chúc cho khán giả được bình an và nhiều sức khỏe trong cuộc sống của mình. Xin chào khán giả, hẹn giả những video tiếp theo. Rồi chào sư cô nha. Chúc sư cô lúc nào cũng luôn luôn mạnh khỏe nha. Mô Phật. Dạ, xin chào. Cố gắng dữ lắm.